Vẫn như mọi khi, lời nói đầu tiên cho bé gắn miền quê xin chào cô chú anh chị mình nha. Hôm nay thì mình vẫn tiếp tục đi mưu sinh bằng nghề đi thăm bẫy nữa cô chú anh chị. Đây bây giờ cũng vô tới địa điểm cái bẫy đầu tiên. Mình không nói gì lòng vòng, tiến hành vô thăm luôn cô chú anh chị. Cái này chỉ như rồi thì có đồ nhưng mà mình xài không được. Chuyến kỳ này sau đây cây gài hay gì bà con này. Cây gài nặng thế. Rồi con chuột của mình nó vẫn còn luôn cô chú ơi. Còn đây là cái bẫy thứ hai, cái bẫy thứ hai của chuyến thăm bẫy hôm nay luôn cô chú. Đây em đặt ngay gần chỗ dưới cái bụi tầm dông này. Nước hôm nay là niềm quá mà không biết sao đây. Ngập nước luôn hả gì rồi, có ngập nước không đây? Không có ngập nước. Cái bẫy im quá gì mà nó không chạy gì bà con ơi. Con chuột của mình nó vẫn còn luôn ha. Rồi vậy là bắt đầu mình bước vào khu mới nha cô chú anh chị. Đây cái bẫy này thì chuyến kia đó mình làm được anh đại ca, mà chuyến vừa rồi thì bị ngập nước cô chú ơi. Không biết chuyến kia này nó ra sao. Đây cái bẫy em ở dưới này, chuyến kia rồi bị ngập nước, chuyến này đừng nói là nước ngập nha. Lật nghiêng lật ngửa thế này nguy quá. Chiến cây này có hàng bà con ơi, có hàng nhưng mà con hành khá là to nè, nhưng mà mình xài không được nha, khá là ok. Cái đuôi nằm đây cô chú anh chị. Rồi thằng này thì vô ca khó để em xử lý cái mới được. Còn ngay chăng cho cái bụi chuối này em cũng có một cái, nhưng mà có lẽ cái này chắc mình rút quá cô chú anh chị. Tại đây kéo bằng phủ rồi, mình để cũng được mà thấy đi nó hơi khó khăn hơi kỳ. Bẫy em đặt ở dưới này biết còn không nữa. Rồi, đây cái bẫy em xuống tới mé mương nằm dưới đây. Rồi nhưng mà anh chuột của mình nó vẫn còn luôn ha. Tiếp theo ngay chằng chỗ cái góc đó mình có một cái cô chú anh chị. Cái bẫy này thì cũng như cái bẫy huyền thoại của mình ấy, hầu như là mình thăm mấy cử được mấy con nha, mà không biết mưa hổm gài ở đây rồi nó ra sao. Hổm gài ông chú ông nói dưới này mưa dữ lắm. Đây cái bẫy em đây. Đó, đúng là cái bẫy huyền thoại bà con ơi. Đây phần thì nằm ngay góc này ha. Đó, trắng ở trong đây, em nó đây cô chú anh chị, cũng khá là ok nha. Rồi để em tiến hành bắt em nó ra luôn. Rồi tiến hành bắt em nó ra thôi cô chú ơi. Còn đây hai cái túi lưới của mình đi hồi nãy giờ. Nói cô chú anh chị mình đừng cười cho em đi, nãy giờ đâu 6-7 cái à, mới dính được có một con một nè cô chú. Làm cái nghề này thì lúc gì lúc khác nha cô chú anh chị. Ta mới nói là nghề bà cậu chứ không phải là lúc nào cũng là đặt chúng hết. Yeah, đúng rồi, đúng rồi. Đâu rồi? Đây bà con này, chiến lợi phẩm đầu tiên của mình vô túi thòi. Hổm gà mưa quá mấy em nín. Con đầu tiên của chuyến thăm bẫy hôm nay luôn nghe cô chú anh chị. Và đây là cái bẫy tiếp theo luôn cô chú. Cái này thì mình cũng chạy được mấy con, nhưng mà hàng mini chú tiểu không bà con ơi. Đây mong rằng hôm nay vô quýnh anh to to cho em cái coi. Nó có mấy cái đường mương ở đây.
mình không dám bước, sợ nó sập giò. Đây cái bẫy em lú đây, bẫy thì còn nhưng mà có bộ có hàng bà con ơi, khá là nặng nhưng mà ổ bánh mì Sài Gòn đây. Bánh mì Sài Gòn rồi, con này hồi lại chóng bắt ra luôn nha cô chú anh chị, chuẩn bị về đội của anh em, cài cài cái miếng bao ra anh cho mình thấy mấy này, nó thấy gì cho nó nhanh lắm cô chú, thấy không hùng thấy gớm chưa, vừa nhóm lên là cắn bập bập vậy đó. Đây nè, hung thì ra đây, không chịu chạy đâu em, chạy đâu. Mấy con này ra thì đa số là em bóp cái đít nó lại nha cô chú. Đây thu phục được em nó. Để em thôi bóp, không bóp cái đít cái này tầm lâm. Ngon lành cành đào, bánh mì khá là to. Rồi, đến giờ này thì mình được hai con cô chú ơi. Ngay chân cho cái hối cây chôm chôm này mình cũng có một cái nữa. Cái này thì mình bắt cũng được hai ba con hữu hành gì đó cô chú. Với một con hũ ngựa khá là to, nhưng mà chiên đó còn hũ ngựa thì nó bị nghẹt nước, không biết cô chú anh chị mình có nhớ hay là không. Đây cái bẫy rồi, con hũ ngựa rồi, em nó dính cái hàm trên nè bà con ơi. Nhưng mà em nó vẫn còn sống nha. Đây ồ trời, hũ ngựa to đùng luôn ha. Đây này, ngon. Thôi em đụng mà nó còn nhúc nhích nha. Rồi rồi, lên đây em tiến hành em bắt em nó ra luôn cô chú. Đây này, em nó vẫn còn sống nha. Rồi nãy giờ thì mình xử lý em nó rồi không? Bây giờ tiến hành bắt em nó ra thôi. Rồi, to đùng vậy đó. Nó gán kề cái mép môi nó lên. Nó gán kề mép môi nó lên trên. Đây nè, bà con nhìn cái phanh của nó cỡ này vậy nè. Đó. Hết bíp chưa? Mà nó nở lòng nào. Ồ, bà con coi. Con này khá là bự. Đây, thu phục được em nó luôn cô chú. Khá là ok ha. Vậy đó mà nó kê cái mỏ nó lên. Hôm nay trời mưa mà sao nó chạy hổ ngựa nhiều thế. Thường thường em đi là 9 con, hai con là dữ, nhưng mà hôm nay tới giờ này thì nó dính mấy cái là hai con này. Rồi, con người luôn cô chú anh chị. Giờ đây cái bẫy này thì em cũng bắt được mấy con rồi nha cô chú. Đây, hồi nãy có ông chú đi ngang, nhưng mà chắc có lẽ ông không thấy mình. Đây, cái bẫy của em nằm dưới này. Sau đây, cái này của mình, cái này của mình hình như là cái con chuột không xong rồi bà con ơi. Thiệt, em nó hy sinh này. Giờ ở đây em có một cái trong cái bờ bên đó, đó cặp cái miếng màng phủ đó, đó đi vô tuốt chổng, em cũng có một cái nữa. Là kết thúc khu này luôn cô chú, bắt đầu mình đi khu khác. Cái bẫy này chiến vừa rồi mà em đi kiếm lòng vòng hoài đây. Nó dính được một cái con hình nhỏ. Kiến kỳ này. Kiến kỳ này sau đây. Rồi kiến kỳ này thì ông chuột mình mất tiêu luôn cô chú. Giờ ở trong này mình còn một cái nữa. Cái mà mình mới chỉ hồi nãy đó cô chú anh chị. Là kết thúc khu này luôn ha. Ồ, đây.
bảy em lui ra luôn nha. Đó, miếng bạc xanh xanh. Xanh xanh. Sao đây em? Không thấy gì hết vậy. Nền niêm quá mà. Con chuột của mình nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi cô chú ơi. Ở đây mình có một cái này là cái bẫy khổng lồ nha cô chú. Tại vì nghe ông chú nói, ông chỉ em vô đây, nói ở đây có một con quái vật dữ lắm. Đây, cái này thì mới chạy nền chứ vừa rồi. Cái này sao đây? Quần tay cho anh cái không? Quần tay đâu, không thấy thấy con chuột mình còn chạy lông nhông chóng cô chú. Giờ ở đây em còn một cái nữa là kết thúc khu này luôn. Khu này thì em đặt có 27 thôi cô chú anh chị. Ông chú cũng chỉ không bò qua bò lại khúc này hoài. Ồ, con này lớn. Chứ này vô cái này coi sao. Chứ cái anh đẳng thì con chuột của mình nó còn. Ồ, cái này em thấy có kẹo cô chú ơi. Đây. Ồ. Ồ, bánh mì khá là to. Khá là to bà con. Đây này. Đó, nhon lành cả đầu. Rồi, để là anh em tiến hành bắt em nó ra luôn cô chú anh chị. Rồi, vậy là mình còn có hai khu nữa thôi cô chú anh chị. Một khu 3 cái và một khu 4 cái. Để kết thúc chuyến thăm bẫy hôm nay luôn. Nhưng mà còn bảy cái bẫy này lại thì toàn là mình mới chạy nền không nha cô chú anh chị. Em mới chạy nền chứ như rồi. Còn nói với cô chú anh chị mình thông cảm cho em cái con hổ ngựa hồi nãy ha. Cái con hổ ngựa hồi nãy tại có người. Rồi xong xuôi em mới vừa thăm lên cái em nói để em bắt ra cho cô chú anh chị mình xem. Đã đợi cái không biết nhẹt từ đâu vỗ đến. Đùng đùng xèn xèn. Rồi thôi. Em bắt trong lặng lẽ luôn bà con ơi. Tại vì em sợ lắm, sợ dính bản quyền. Rồi còn cái bẫy này em mới chạy nền chuyến vừa rồi. Chuyến này ê, chuyến này đi vô không biết chuyện kiếm luôn. Không chỉ mưa thì cũng dữ rồi bà con ơi. Biết phải bên đây không? Mới chạy nền thăm chuyến đầu tiên. Chuyến đầu tiên là nó cứ hay lộn vậy đó cô chú. Là em đi huốc nữa rồi không biết. Khổ thiệt chứ. Rồi. Cái này mình đi huốc là cái chắc này cô chú anh chị ơi. Bây giờ mình phải quay ngược trở ra. Cô chú anh chị mình thông cảm cho em ha. Mới thăm chuyến đầu tiên. Cái đường nó khó đi. Mà còn lộn tới lộn lui. Em nhớ cái bẫy em chuyến rồi là em đặt đâu đây này. Nhớ mãi mãi mà sao chạy không ra. Tức. Hồi nãy thì chỗ này mình giặt rồi. Sao mình không thấy? Đây đây đây. Nằm dưới này. Nước ngập hay gì ta? Nước ngập bà con ơi. Cái này là cái bẫy thứ hai của khu này của chú anh chị. Còn đây thì nãy giờ em mới vừa phóng qua cái mương cái giỏ mình còn bệnh. Cái này thì rất có lẽ em đi vô em cuốn. Tại nó chẹo đường con cái một xa quá bà con ơi. Cái này thì em mới chạy nền chứ vừa rồi nha. Xa quá xa. Lội vô con cái một. Đây cái bẫy em còn. Nước có ngập không đây mà sao trên bẫy nằm kỳ vậy.
khá là ngon. Ồ, khá là ngon cô chú ơi. Rồi, nhặt cái bẫy mình nó nằm bên kia. Ủa, cái vỏ. Đây, con hữu hành. Ngon lành cành đào nha. Con này không biết được nhất không, nhưng mà cái nhì thì là chắc chắn nha. Rồi, giờ mình xách cái bẫy chuẩn bị phóng mương thôi cô chú anh chị. Rồi, giờ thì mình tiến hành bắt em nó ra. Mưa mấy ngày nay. Phân thì còn nhảy chăng chỗ cái đây nha cô chú. Thì dù có một cái một, nhưng mà ngặt một cái này thấy nó ngon quá, cuốn thì nó uổng. Để thì lội vô xa quá bà con ơi. Có một cái một. Còn hồi hai cái kia thì nó nằm ở cặp đường. Em có quay được thì em quay, quay không được thì cô chú mình thông cảm cho em ha. Yeah. Con này hành nhì cô chú anh chị ơi. Hành nhì mà con đực nó cuốn cái bẫy này đau rồi. Nhưng mà thôi kệ, cũng cuốn luôn. Đến giờ này thì nói với cô chú mình thì em được là 5 con. 5 con mà trong khi đó thì hết 3 con hố ngựa rồi. Hôm nay xong ngựa, trời mưa mà ngựa nó chạy quá chạy. Đây cái túi cũng tạm tạm được nha cô chú. Hồi nãy cái khu 4 cái thì nói chung ra dính cũng được 2 con nha. Mà cái này thì cặp đường em nói nè, em quay không được. Mà dính con cũng nhỏ chứ không bự cô chú ơi. Rồi thì cái khu đó thì hồi nãy mình có rút một cái nè. Là cái này đây. Đó, cục phân thì nằm bên góc bên đây ha. Đó, em nó nằm trong. Rồi sát đường thì em cũng không có bắt. Cái này thì em chạy nền luôn. Nhưng mà chạy tới đây thì mắc mưa. Em quẹo vô trong cái nhà ông bà cụ ở đây. Quẹo người ta kêu bằng khu nhà giàu ấy. Em quẹo vô đục mưa nhờ đỡ một chút xíu. Đây đang mưa. À, nhưng mà trong khi quá trình em chạy tới đây thì nó cũng ướt hết một số chỗ rồi cô chú anh chị. Rồi bây giờ em ngồi đây, em tạm thời em ngồi em trốn mưa đỡ một chút xíu. Mình còn có 3 cái bẫy nữa thôi cô chú. Nhưng mà sẵn trốn mưa rồi thì bắt đầu mình tiến hành bắt cái con hô hành này ra luôn ha. Con này thì cũng nhỏ bà con ơi. Chứ để chạy chạy sóc sóc hồi cái em nó lòn ra ngoài cái khổ cho mình nữa. Đây. Ra đường nè em. Đây thu phục được em đó cô chú. Túi rắn của mình đến giờ này thì cũng được là 6 con. 6 con mà trong khi đó thì được 3 con hành và 3 con ngựa nghe cô chú anh chị. Mình thì mình còn 3 cái bẫy nữa. 3 cái bẫy mới chị nền. Trong cái khu đó thì được rồi, mình cũng dính được mấy anh đại ca nha. Nhưng mà một hồi thử rồi đi tới chỗ thử rồi nó ra sao. Thì mình còn một cái nữa là kết thúc chuyến phòng 7 hôm nay luôn cô chú anh chị. Hai cái bên kia im quá im mà. Cái mắc chuột, cái còn chuột. Cái này là cái thứ ba, cũng là cái cuối cùng của khu này luôn. Mà cũng là cái cuối cùng của chuyến thăm 7 hôm nay luôn nha cô chú anh chị. Mong gần cái thứ ba này vô kèo thơm thơm cho em cái coi. Khu này năm vừa rồi em đi đại ca lay gai hoài luôn á. Đây cái bẫy em ở đây. Sau đây cái thứ ba. Nặng không? Ồ. Cái thứ ba chuột của mình nó vẫn còn lông nhông chấm luôn bà con ơi. Đây. Em nó cũng vừa hết lúa. Rồi, em sẽ tổng kết chiến lợi phẩm hôm nay mình thu được luôn ha. Đây, chiến lợi phẩm hôm nay của mình thì cũng được là 6 con. Đây.
cũng khá là ok nha cô chú. Nhưng mà sau cái chuyến này hổ ngựa quá trời, hổ ngựa ổng ổng chuột kìa, gớm quá. 6 con mà 3 con hành, 3 con ngựa nghe cô chú anh chị. Thì cái chuyến đi tỉnh bạn lần này thì nói kinh tế của em thì không bằng mấy chuyến trước nha. Nhưng mà làm cái nghề này thì chuyến gì chuyến khác cô chú anh chị ơi. Rồi, nếu như cô chú anh chị xem clip em thấy có thương, nhớ cho em xin một like và một đăng ký ủng hộ và chia sẻ cho nhiều người cùng xem để em có động lực làm clip tiếp theo. Cảm ơn quý bà con mình nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con clip lần sau.